Hả? Ồ, vô đây, nâng lên. Ok, quăng nó xuống, yes. Dí đi, quăng được một thằng rồi. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kea. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Bloxy Fighter. Một cái game này là cái mình giống như cái trò mà Benny ở trong Skim ấy, ở trên Skim ấy, là chiến đấu giữa những cái thằng nước mà là cái tướng đi của nó sao ta, nó xì cà sụp cà sẹo, cà sụp cà sẹo đó là. Nhưng mà game này là mình sẽ theo cách là mình đánh nhau. Ô pro hả? Đừng có chọi tôi, đừng có chọi tôi. No 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 no. Ok, hay quá. Giật lên, yes, quăng xuống. Ơi, chỗ nó còn đu được nữa cơ. Holy. Ok, và trong game này là mình sẽ đánh nhau bằng cách là mình anh ấy ơi, sắp rớt rầu. Ôi ơi, cô đứng bên đây có một mình à. Buồn quá, bây giờ nhảy qua biết có chết không nữa. Mình trong game này mình sẽ đánh theo kiểu là mình sẽ đập cho mấy thanh niên này xỉn rồi sau đó là mình mới qua đây, qua đây, qua đây, xịt cái lũi nè, cái xịt cái lũi nè, cái xịt cái lũi nè. Ôi giời đất ơi, giờ hai thằng ngồi ngó nhau à. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Quá đây. Ok, lượm lên. No. Trời ơi, xô xé hai thằng xỉn rồi. Ui, ui thanh niên này quýnh quýnh mạnh quá. Đâu hả? Ai xỉn rồi, xỉn rồi, xỉn rồi, xỉn rồi gái ơi. Em xỉn rồi gái ơi, em xỉn rồi. No, no, no. Ôi, lì xếp cho nó còn ba rồi. Đậu phỏng chết luôn mới ghê chứ thiệt tình. Đầu đầu quá đi. Game này nó hơi khó điều khiển tí. Mục đích là game này là mình phải quýnh cho nó xỉn rồi sau đó là mình phải đẩy, nói chung là làm bất cứ điều gì đó để mà mình đẩy nó rớt xuống dưới vực là được. Đậu phộng tôi chết hạng 2 mà dám đá tôi ra hạng 6. Quá đáng thật. Ơi thiệt tình chứ. Đau đầu quá men. Ok. Fit to star 3 cái là sẽ win. Oh, shit. Ok, mình sẽ chọn team pro thôi. Mình sẽ đánh theo kiểu là mình đập, mình sẽ đấu team, đấu đội. Ê, đấu đội thôi, đấu đội thôi. Game này khá là bựa. Nhiệm vụ của mình là chỉ có quánh thôi. Đó, mình sẽ quánh. Đó, mình đó, mấy không mình nâng nó lên luôn kìa. Ô, ui cái tài nâng kiểu gì siêu ba chao xàm xí đú vậy. Ok, và mình đang màu đỏ, team đỏ. Hi. Ê, lộn team ơi, lộn team ơi. No, no, nó nắm tôi rồi. No boy, cứu boy, cứu. Nó nắm ngay nách tôi kìa, chích chả nó giật lông nách. Tao chết được. Holy shit. Đố anh kéo được tôi á, tôi nắm cái bàn kiểu này kéo bằng niềm tin nè. Ơi sao. Ê, nắm thằng kia không nắm. Đứa nào đập thốn vậy? Ok, ê, nắm lộn ơi. No. No no. Ê, trời ơi, nó đập ác quá. Đập mình toàn xỉn không nữa, đậu phỏng bồ. Không biết không. Ê, thằng như kia đó. Ê, thằng này cầm kia làm gì vậy pa? Lộn rồi. Cầm tôi không cầm đi, cầm đâu. Ê. Ui, giờ còn một mình tôi rồi. No, team bên kia là team biết chơi. Team bên này là team không biết chơi. Team bên này là team mới biết chơi. Yeah! Rồi rớt luôn rồi. Holy shit. Trời ơi, nguyên một team rớt xuống cái bịch chết ngắt luôn. Nani. Nó đúng game này thật sự đúng là khó chơi thiệt. Cách nắm của nó là mình cũng chưa rõ nè. Trời ơi, nó nắm đúng easy luôn. Chuột trái là cây trái nè, còn chuột phải là cây phải nè, đó. Ví dụ như quánh nó là quánh cây trái, cây phải gì đó, quánh bập nó rồi xong lụm lên, phím R là ngồi xuống nè. Rồi xong phím lift là nâng nó lên nè, đó không, mình nâng nó lên. Đáng lẽ là mình phải thả nó xuống được. Ê, hơi buồn tí. Nhưng mà mình mấy trận sau mình sẽ cố gắng lên thôi. Piu. Let's go. Round pin hết hả? Ồ. Vô đây, nâng lên. Ok. Quăng nó xuống, yes. Dí đi, quăng được một thằng rồi. Cuối cùng chế cũng quăng được một thằng. Mừng, yes. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ơi. No 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 no. Nâng lên, đúng rồi. Hay quá. Thêm một thằng nữa. Bẹt. Ây da, đậu phộng nó không rớt. Holy shit. Ok. No no, đừng rớt. Ôi shit. Cái gì thế này? Mày hả bưởi? Ok, yes, hay quá. Bắt đầu là quen cách chơi rồi đó. Mày hả bưởi? Còn một thêm, còn một em nữa. Thế lì xê. Ây da, ây da, té rồi, té sắp mặt rồi. Ui, nó bay đâu rồi. Win chưa? Tôi win chưa? Win ơi. Holy shit, cuối cùng cũng win được một trận. Cuối cùng cũng win được một trận. Ồ, mừng quá. Ôi, rồi đợi chơi game này à, quái chạy đậu luôn ấy. Em vậy mà cũng được có 1 sao thôi đó. Ok. Team Pro nè. Mình chơi team pro hay là mình chơi pro ta? Thôi mình thích, chơi team hơn, mình thích chơi đồng đội hơn. Mình thích chơi đồng đội hơn. À, sao em bay vậy trời? Anh cầm em anh phóng đi vậy đúng không? Nè, cầm nè. Đó, phóng nè, nâng nè. Dục nè. Quá. Vậy tự dục được chứ ai à, dạ không dục được luôn. Để tên. Ok. Team. Ôi giỡn lộn team ơi. Wow, nó giọng thẳng mặt luôn rồi. Này thì giọng thẳng mặt. Trời đất ơi, quá đáng vậy. Ok. Dục nó xuống đúng rồi, gái ơi, dục xuống. Nâng lên, yes. Ôi trời ơi, té bật ngửa ăn sâu nữa chứ. No way. Ok, trời vậy mình đánh nó không trúng nữa mới lầy chứ. Ok, yes. Nâng lên. Ok. Yes. Và trận này kia win tiếp. Yeah, còn đứng một mình luôn. Thằng kia nó rớt luôn rồi. nó chơi lầy quá, nó rớt luôn rồi. Mừng vãi chưởng luôn. Rồi, cuối cùng cũng win. Đấy, được 2 sao rồi. À, có nghĩa là mình phải thắng 3 trận liên tiếp ư? Hay sao đó mình cũng chưa rõ lắm. À, mình sẽ chơi Team Pro này đi. Team Pro này có vẻ như dễ rớt nè. Hứng nó thả mình ngay cái mép này, cái mép của kinh khí cầu này là mình rớt chắc luôn. Khỏi chạy đi đâu luôn. Tiệt tình. Ok, Fast Flashbird, mình nghĩ Flashbird chắc là tiền coin hay là cái gì đó, mình nghĩ Flashbird bên này sao đó. Ồ, đừng rớt. Ơi, nâng lên. Ơi, holy shit, ok rồi, 2 thằng kia rớt luôn rồi. Ê, đừng có đập 73, trời ơi. Win thêm lần nữa. Vãi, Win không biết lý do. Nạn ý. Ok, yeah, và ôi mình không có đứng trên này ha. Trời, buồn tình thiệt chứ. Tưởng nào mình có hạng ở trên này chứ. Anh bóp lái em, anh có dám bóp em đâu, thiệt tình chứ. Ok, có Win là mọi người. Không, bây giờ mình sẽ chơi pro, mình sẽ không chơi team nữa. Ồ, mấy thanh niên chọn, mấy thanh niên này thích chơi team nè. Thôi kệ team cũng được. Ê, team đi, pro đi. Chắc không rồi. Ồ, 3 đều luôn, 4-2 luôn. Ồ, hay thật. Ok, chơi team tiếp. Ôi, cùng team với thanh niên này rồi. Này thì cùng team, giật lên. Yes, hay quá. Ok. Ê, không được rồi. Nâng lên. Mày hả bưởi, cái tội dám bế bộ đi hả? Dám bế bộ. Ê, đẩy rồi, nâng lộn ơi. Sorry gái, em cầm lộn người. Ok. Mày hả bưởi, mày ấy cha, đậu phỏng nó quýnh ngay mặt luôn. Bất tỉnh nhân sự luôn. Ê, nó bế luôn rồi. No. Ủa, Win chưa? Ủa sao nhiên mình, bay ra đây mình không biết lý do luôn. Vai đang mình rớt hồi nào mình không biết luôn. Thiệt tình. Ủa vậy tiền này là tiền gì, rồi tiền kia là tiền gì? Flashbird là tiền này mà. Đúng rồi, nó nè, Flashbird nè. Ồ. Vậy làm sao để có được Flashbird nha? Vậy cái con này dùng để làm gì? Oh man. À, con dùng để mua skin. Ok. Ê, mình có một đống skin nào mà mình không xài nha. Vui nha. Vậy thôi, skin mua có hai cái đống đó thôi làm ăn gì được. Ok, mình sẽ chuyển qua skin của thằng này đi. Rồi, chuẩn bị vô trận thôi. Trận hồi nãy là không biết là sao. Ok, mình đổi được skin này nè. Fit to Pro. Pro đi để tôi quăng cho dễ. Pro. Ok. Mày hả bưởi, nâng lên. Yes. Một tay không cũng nâng được nữa. Hay gì đó. Ui, nó có cầu cuộn nè. Vậy nó có cầu cuộn không biết luôn á. Ồ, tim nữa hả? Mày bự. Ê. Holy shit. Oh man. Mấy thanh niên này bóp giái mình, trời, đồng đội bóp mình luôn mới lầy chứ. Thiệt hình. Nó không tin được là bị đồng đội bóp. Trời ơi. Mới nghĩ sao mới giờ. Trời, Red Team win luôn rồi, đúng nhanh luôn, nhanh gọn lẹ. Vai thật. Không tin được. Ủa, game này sao cái win của mình nó lại mất trắng rồi? Ồ, có vẻ như cái win này nó tính theo kiểu là street ấy. Có nghĩa là thắng liên cục thì nó mới tính, nó mới cộng, còn thua liên cục thì thôi. Nó thua thì nó trả về vị trí ban đầu luôn. Vậy mới đau chứ. Pro đi mấy gái, pro đi. Chắc bơi một cái pro đi. Đó, đúng rồi, pro đi, đừng có chuyển qua team nữa. Team ăn cứ bóp đồng đội hoài à, không sống được luôn ấy. Đây mà cứ đưa ra cứ bóp đồng đội liên cục như thế này làm sao mà được. Ê, à, chung nữa hả? Ôi, giọng cho nó té. Ui, shit. Hay quá, nó bay qua kia đó kịp thời. Nâng lên. Quất. Pap. Chà, xỉn luôn rồi. Xỉn ơi. Ê, rớt luôn rồi. No. Đang không tin được. Thế là chết bất đắc kỳ cử luôn. Thiệt là buồn quá đi. Mà skin cái quái gì đâu mà nó cho có mỗi hai cái skin cái hết trơn mà thiệt tình. Ít ra cũng phải đưa cho mình cái skin nào nó lớn nó nhiều tới để mình lựa chứ gì đâu mà có hai cái skin này. Trận hồi nãy rất sớm quá, không làm ăn được cái gì hết. Buồn tình thật. Kingdom of the Hill nè, cái này mới nè. Ok, vô Kingdom of the Hill. Ủa, cái shop để đây làm chi rồi, rốt cuộc vô tôi mua rồi nó không cho tôi chọn cái gì hết trơn vậy. Đủ. Game này là góc nhìn là từ trên trời nhìn xuống nè, nó fit luôn một góc luôn. Anh khổng lồ. Man, vô luôn rồi. Nó gạch nữa. Thôi, cái này là cố gắng lên hill thôi mà chứ biết sao giờ. Mày bưởi. Ok, nói chung là có đứng trong này là được rồi. Có đứng trong này là ngon rồi. Không cần thiết phải đi ra ngoài đâu. Có đứng ở trỏng là được rồi. À, no, rớt ra ngoài rồi. Holy shit, thanh niên này còn kéo mình ra ngoài chứ nó. Trời đất. Thiệt tình. Thôi ông ơi, đi lên top mà đi lên đứng đó làm cái gì? Mày bị quýnh nhau thôi, quýnh. Quýnh lại xài con két chân tôi đi nữa. Cái gì vậy ông? Tôi đi có đứng lên top mà, còn đâu có đi đánh nhau đâu, khổ quá. Đâu có chơi đâu giật. Nó leo lên đầu mà nó ngồi luôn rồi. Oh no, anh ơi, cho em đứng lên chảnh đi, đừng có dám đó, đừng có lo con đi nữa mà. Cái gì thế này? Hết rồi. Nó quá đáng đi chứ. Holy shit, còn nữa. Cho tôi đứng ở chở đi mà. Trời đất ơi, trận này thua nữa rồi thì không thể nào mà win được khi mà đánh với cái đám này. Chơi lầy à cưng. Trời ơi là trời, mình đánh nó mà mình xỉn trước mới ghê chứ. Trời đất ơi, bó tay luôn. Bó cài .com.canh.vn gì luôn không nè. Ê, nghĩ sao mà nè. Không thế nào mà win được. Không chơi Kingdom of the Hill nữa, giờ chơi Zunganat đi. Zunganat mà để cái kiểu này là chắc chắn cỡ gì cũng win nè. Tại vì dừng cái nách nó quá bự, mà nó quá bự được trở với việc đồng nghĩa là nó rất là dễ rớt, mà dễ rớt là nó thua. Ok, vô thôi. Ê, nắm tư chi nữa ông ơi. Trời ơi, cho tôi một con đường sống đi chứ. Ok, để. Ủa? What the fuck? Quên nhanh vậy. Không tin luôn. Nani? Mình không hiểu lý do tại sao mình win luôn ấy. À, ca cú này căng à. Ok, thêm một trận nữa. Pro đi. Mình thích pro hơn, ok, pro cho nó dễ, chứ cái kia hơi không dễ lắm. Mấy ông ơi, mấy ông quăng cô đi đâu vậy? Ủa, đi đâu vậy? Ơ, vãi, đập ra gì cũng chết nữa. Quá đáng thật, ra đây mày. Ấy trời. Chưa gì. Mày bự. Ê, anh ấy ơi, đừng bu em, anh ấy ơi, đừng bu. No. À vâng, rồi thì mình sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích thức video này, đừng quên ba like cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nữa nha. Bye bye.